rộng cửa xanh soi bóng nước quanh năm. Từng đêm dưới ánh trăng, gái trai sánh vai vui thanh bình. Vẫn trên dòng kinh dòng ai hát, con sáo sang sớm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để cho anh về anh lấy bồ câu mang sang lên với Giàn Châu nha em. Và thưa quý vị thân mến, hiện diện tại hôn nhân cưới giờ phút này đây, về mừng đám cưới hôm nay có cơ quan đoàn thể quyết quần đại gia thuốc thơm trà ngọt niềm thêm hoa chúc mày ngày đã một nhà không bay, mừng cho chúc lễ bạch mai, mừng cho gái đã cùng trai một nhà, vui lòng mẹ thoái cha, vui vui chị vui ta vui mình. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với đôi bên gia đình hiện diện tại hôn nhân cưới để đem đến hạnh phúc nhất cho duy đồng và lan anh. Xin được giới thiệu về phía và đoàn họ nhà gái. Xin chào kính mời và giới thiệu ông Luật, bà Vân, thân sinh ra cô dâu Lan Anh, một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Xin chào kính mời và giới thiệu ông Phạm Văn Lưu, đại diện họ nhà gái, một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Thưa quý vị thân mến, cùng với cô dâu Lan Anh, phái đoàn họ nhà gái hôm nay hiện diện tại hôn nhân cưới có đông đủ các cụ, các bạn trẻ nào nữ thanh niên từ xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai cũng đã hiện diện tại
nhà hàng Như Lý ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, hiện diện tại hội tiệc cưới có đông đủ các cụ, các bà, các bạn trẻ, nam nữ, thanh niên. Và quý vị hãy cùng một tràng pháo tay to nữa chào đón gói đoàn họ nha. Đấy. Và thưa quý vị thân mến, xin mời bác vẫn đứng ngồi ở vị trí của mình nha. Thưa quý vị thân mến, và để đón tiếp nồng nhiệt toàn thể quý vị quan khách cũng như phái đoàn họ nhà gái, hôm nay phái đoàn họ nhà trai của chúng ta đã chuẩn bị rất là kỹ càng từ rất lâu rồi, và giờ phút này đây là giờ phút trọng đại nhất. Xin mời quý vị cùng đến những vị đại diện họ nhà trai. Xin trân trọng kính mời và giới thiệu đại diện bên họ nhà trai hiện diện tại hội trường cưới giờ phút này đây. Xin được giới thiệu ông bà nội của chú rể Duy Lâm, một tràng pháo tay thật lớn nha. Giới thiệu ông bà ngoại của chú rể Duy Lâm. Vâng, và thưa quý vị thân mến, trân trọng kính mời và giới thiệu ông Sơn, bà Nhấn, thân sinh ra chú rể Duy Lâm, một tràng pháo tay thật lớn nha. Trân trọng kính mời và giới thiệu ông Hoàng Đức Thắng, đại diện họ Nha Trai. Vâng, và thưa quý vị thân mến, cũng như quý vị đã trông thấy hiện diện theo chỉ mấy giờ phút ở đây, phái đoàn họ Nhà Trai cùng với chú rể Duy Lâm có đông đủ các cụ, công bà, các bạn trẻ, nam nữ, thanh niên, đặc biệt là bà con lối xóm của gia đình ông bà Sơn Nhấn đã hiện diện tại hôn trường cưới tại nhà Như Ý để cùng đến với chương trình tiệc cưới của Duy Lâm và Lai. Quý vị hãy nổ một tràng pháo tay rộn rã nữa chúc mừng phái đoàn họ nhà trai của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và thưa quý vị thân mến, ngay sau đây thì trân trọng kính mời thưa quý vị chúng ta thật là im lặng để lắng nghe những gì trong nắng, trong gió và trong hôn trường cưới sẽ được diễn ra ngay sau đây. Bởi khi yêu nhau thì hai bạn trẻ tập ước gì ta được chung nhà, chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông. Ban ngày thì chung việc ở cơ quan, mà ban đêm chung gối, chung phòng, chung chăn. Ước mới hôm nay đã chính thức trở thành được khi mà Duy Lâm và Lan Anh sẽ cùng nắm tay nhau thực hiện những nghi lễ trang trọng trên thềm hoa phúc giờ phút ở đây. Và ngay sau đây, xin mời chú rể cô dâu hãy quay sang nhau, và hai bạn nhỏ chúng ta sẽ đứng sang bên cạnh bên này một chút. Và xin mời hai bạn hãy quay sang nhau ạ. Hãy nhìn nhau thật đắm đuối, bởi giây phút này đây chính là giây phút trọng đại nhất mà đôi bạn sẽ dành tặng cho nhau. Bởi có câu nói rằng hoa này anh tặng người thương, nhẫn này anh tặng con đường thủy chung, hẹn bên nhau đến tận cùng, đời nó chia sớt ta cùng chung nỗi niềm. Và ngay sau đây, xin mời Duy Lâm và Lan Anh chuẩn bị chiếc nhẫn cưới tình yêu của mình để cùng trao cho nhau kỷ vật tình yêu trong ngày cưới. Và thưa quý vị thân mến, giây phút trao nhẫn cưới chính thức được bắt đầu. Đến 9 giờ phút này đây, kể từ giờ phút này đây, Duy Lâm và Lan Anh sẽ được gắn kết với nhau bởi chiếc vòng cầu hôn đầy ý nghĩa này, và họ sẽ đi đến với nhau trọn đời trọn kiếp. Và quý vị ơi, nổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Vâng, và xin chân thành cảm ơn những tràng pháo tay nồng nhiệt của quý vị, đặc biệt những nụ cười rạng rỡ nhất của quý vị dành cho chú rể Duy Lâm và cô dâu Lan Anh. Và quý vị ơi, hãy tiếp tục những tràng pháo tay, những nụ cười yêu thương nhất dành cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Ngay sau đây xin mời chú rể cô dâu nắm tay nhau lại gần khắp bánh tình yêu, và hôm nay dành cho đôi bạn khắp bánh tình yêu rực rỡ nhất, cao sang nhất, và đúng thật đúng là bánh tình, bánh nghĩa, bánh phù thề, hai mái đầu xanh nguyên đất thề. Trước khi các chiếc bánh tình yêu, xin mời chú rể hãy thắp lên ngọn lửa tình yêu mắt yêu thương mà chính bàn tay chú rể là người sưởi ấm đã mang đến. Vâng, và xin mời chú rể cô dâu cùng cầm chiếc dĩa xinh xinh, cùng chia sẻ ngọt bùi chiếc bánh tình yêu ngày hôm nay. Cảm ơn tình yêu của anh. Vâng, và khoảng cách này đã được biết bài sao như này, biết bao những người đẹp nhất dành cho đôi bạn. Và chúc cho Duy Lâm là ngày được trăm năm hạnh phúc. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Vâng, và xin mời chú rể ơi lại tiếp tục nắm tay cô dâu lại gần tắt tình yêu ngày hôm nay. Không biết từ khi nào chú rể thủ sẵn trong mình một chiếc thìa rất là to, và sân bay ngón tay không khỏe nên chú rể quyết định dùng thìa. Vâng, và mới chai sơ bay 2
tài của chú rể. Xem lần này có cần dùng đến dụng cụ để nổ sơ phanh ở đây không? Vâng, xin mời chú rể tiếp tục nổ chai sơ phanh ở đây ạ. Ngay sau đây thì xin mời chú rể con dâu cùng toàn lý tình yêu lãng mạn bước ra trung tâm để mời phút lần này. Mới là giây phút yêu thương nhất mà đôi bạn trẻ sẽ cùng chia sẻ những đắng cay vì ngọt của tình yêu thì đã được chia sẻ trên phát bánh tình yêu rồi. Giờ thì vì đắng vì cay sẽ thế nào đây? Xin mời chú rể cô dâu cầm ly rượu bằng tay phải, đan chéo tay, đứng gần nhau hơn. Tôi đến 3-2-1 thì mới được uống, đúng không? 3-2-1 thì mới được uống. Đan chéo tay đứng gần nhau hơn chú rể ơi. Hãy quay về cô dâu đứng gần một chút. Đan chéo tay ạ. Được chưa? Và quý vị chuẩn bị những tràng pháo tay nồng nhiệt. Ai có ly rượu hãy nâng lên thật cao. Và ai đang bận rộn chân tay thì hãy cười thật tươi. Tất cả đã sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, xin mời. Kính giây phút yêu thương nhất trong đài sang trọng nhất của đôi nhiên Duy Lâm và Lan Anh. Thưa quý vị thân mến, về mừng đám cưới hôm nay, ngoài những lời chúc phúc của món quà đến từ đôi bên gia đình để gửi tới chú rể Duy Lâm và cô dâu Lan Anh, ngay sau đây tôi xin phép một trân trọng quý vị cùng đến với những món quà trang trọng nhất được trao tặng cho đôi bạn trẻ tại tiệc hạnh phúc giờ phút ở đây. Và đúng là công cha tỷ như núi nhất trời, như mẹ như nước người người biển đông, giờ đây cũng nên vợ nên chồng, không thể thiếu được công ơn mẹ thầy. Ngay sau đây tôi trân trọng kính mời thân sinh ra chú rể sẽ bước lên tiệc hạnh phúc của hai con ngày hôm nay có món quà yêu thương để trao tặng cho chú rể và cô dâu. Xin được kính mời chân trọng kính mời ông Sơn và Nhẫn cùng bước lên tiệc hạnh phúc của hai con. Ai không nhớ trong lòng từng ngày lòng đông cha mẹ ông bà chồng chị. Chúng con sẽ nguyện bên nhau trọn đời trọn kiếp để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ đôi bên gia đình. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, và thưa quý vị thân mến, món quà tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với món quà đến từ ông bà nội của chú rể ngày hôm nay. Xin chân trọng đập kính mời. Chú rể. Và ngay sau đây tôi trân trọng kính mời bác Hà Dung sẽ bước lên để mời hạnh phúc của chú rể và cô dâu ngày hôm nay. Trân trọng kính mời chú thím Đâm Hằng và chú thím Hương Lĩnh. Trân trọng được kính mời các bác các chú cùng bước lên để mời hạnh phúc để trao quà. Trân trọng được kính mời.
món quà của đến từ chú Thím Đông Hằng xin được kính mời. Và trân trọng kính mời chú Thím Hương Lý chuẩn bị. Yêu thương để trao tặng cho chú rể cô dâu với món quà ý nghĩa này. Và một tràng pháo tay thật lớn quý vị ơi. Vâng, và thưa quý vị thân mến, ngay sau đây tôi trân trọng kính mời lên sân khấu. Tiếp tục lên sân khấu món quà đến từ chú Thím Hương Lý, trân trọng kính mời. Ông Hoàng Đức Thắng đại diện họ nhà trai và ông Phạm Văn Lưu đại diện họ nhà gái, trân trọng kính mời hai ông trưởng đoàn cùng bước lên thềm hạnh phúc của hai con ngày hôm nay, trân trọng được kính mời. Vâng, và thưa quý vị thân mến, sinh con ra nuôi con lớn đến khi trưởng thành, đó là ước mơ của biết bao những bậc làm cha làm mẹ, đó cũng là ước mơ của ông bà Sơn Nhẫn thân sinh ra chú rể Duy Lâm, và cũng là ước mơ của ông bà Luận Vân thân sinh ra cô dâu Lan Anh. Một lần nữa hãy để cho đôi bạn trẻ của chúng ta cùng lắng nghe những lời căn dặn của những bậc làm cha làm mẹ trước khi đôi bạn đi xây dựng hạnh phúc riêng của mình. Tôi trân trọng kính mời và giới thiệu ông Phạm Văn Lưu đại diện họ nhà gái sẽ bước lên phía trước có đôi lời phát biểu trao dâu. Trân trọng kính mời và một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Vâng, kính thưa các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể các bạn bè nam nữ thanh niên của hai gia đình cũng như của hai cháu, qua cái sự tự do tìm hiểu của cháu Lan Anh và cháu Lâm, được sự nhất trí của ông bà Sơn cũng như ông bà Luật, được chính quyền địa phương công nhận đã ký tên trôn trọng lên vợ lên chồng. Trong một ngày
hôn lễ hạnh phúc trọng đại của hai cháu ngày hôm nay được sự ủy quyền của ông bà ông rồi. Vâng, tôi thay mặt cho gia đình nhà gái chính thức trao cháu Lan Anh về làm dâu làm con của ông bà Sơn cũng như gia đình của trai. Trong ngày hôn lễ trọng đại này, thay mặt cho mọi nhà gái chúng tôi được chúc các cháu trăm năm hạnh phúc. Các cháu xứng đáng là dâu hiền rể thảo của hai gia đình. Cuối cùng, tôi cũng xin thay mặt cho gia đình nhà gái được gửi lời cảm ơn chân tình đến gia đình nhà trai đã dành thời gian tiếp đón chúng tôi thật sự là chân thành. Chúc các cụ, các ông, các bà, cô chị, chú bác cùng toàn thể bạn bè nam nữ của hai cháu cũng như của hai họ mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn bác trưởng đoàn họ nhà gái đã có lời phát biểu đầy nghĩa để chúc hạnh phúc cho đôi bạn trẻ chú rể cô dâu của chúng ta. Nhà gái đã phát biểu rồi, nhà trai xin phép được đỡ lời dặm cầu để chú rể cô dâu và quan viên họ được về lâu về dài. Ngay sau đây tôi trân trọng kính mời ông Hoàng Đức Thắng đại diện họ nhà trai sẽ bước lên phía trước có đôi lời đáp lễ. Trân trọng kính mời và một tràng pháo tay thật nóng nhé. Kính thưa các cụ ông cụ bà cô dì chú bác, quý vị đại biểu khách quý cùng bạn bè thân yêu gần xa của ông bà Sơn Nhẫn cũng như các bạn trẻ nam thanh nữ tú của hai cháu Duy Lâm và Lan Anh. Các ông các bà xin được cảm ơn các ông bà đã bớt chút thời gian quý báu hoàng ngọc của mình đến chung vui với lễ hạnh phúc của hai cháu Duy Lâm và Lan Anh ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, tình yêu của hai cháu Lâm và Lan qua một thời gian tìm hiểu nay các cháu cũng đã xác định về xây dựng gia đình hạnh phúc với nhau. Được sự nhất trí của hai bên gia đình và sự cho phép của cơ quan chính quyền địa phương nơi hai cháu cư trú, hôm nay gia đình ông bà Sơn Nhẫn chính thức tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt cho gia đình xin được cảm ơn thái đoàn nhà gái đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình đến chung vui cùng gia đình ông bà Lâm. Và cũng cảm ơn gia đình nhà gái đã sinh ra người con gái rất là xinh đẹp, dịu dàng, tiến đưa tới làm dâu trong nhà, làm bà chồng dâu trong nhà, trong họ nhà chúng tôi. Ở kính thưa quý đại biểu khách quý, hai cháu Lâm và Lan từ nay chính thức đã trở thành vợ thành chồng. Chúng tôi cũng mong muốn hai cháu luôn luôn đùm bọc thương yêu nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn gian khổ để cùng chung tay xây dựng hạnh phúc. Và cũng được cảm ơn nhà gái đã đưa cháu đến làm dâu làm con cho gia đình chúng tôi. Và chúng tôi cũng xin nhận con và cũng kính mong hai bên tha thứ gia đình từ nay sẽ cùng nhau tạo mọi điều kiện chỉ bảo dặn dạy cháu thêm để hai cháu được trở thành người dâu thảo, người rể hiền của hai bên gia đình và được hai bên gia đình tự hào về các cháu. Một lần nữa cuối cùng thay lời gia đình xin được kính chúc quý vị đại biểu khách quý có mặt trong hội trường ngày hôm nay để chúc phúc cho hai cháu luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Và cũng sau buổi tổ chức này xong, thay lời cho gia đình xin được kính mời tất cả quý vị đại biểu khách quý chúng ta cùng uống chén rượu hồng để chúc mừng cho hai cháu. Cuối cùng một lần nữa xin chúc mừng cho hai cháu được luôn luôn hạnh phúc. Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn lời phát biểu của hai bác trưởng đoàn. Lời phát biểu của hai bác thì như hoa như mật, như hương lúa chín tỏa thơm khắp môi trường. Chúc hai bác được có sức khỏe, tươi trẻ ở đời. Giờ phút này đây, nhà dâu nhà rể đâu xa, hai bên kết nghĩa sau hàng trăm năm. Nhà trai nhà gái đã gần rồi, hai bên kết nghĩa tình thông gia đậm đà. Chúc cho tình thông gia giữa đôi bên gia đình ông bà Sơn Nhẫn và gia đình ông bà Luận Vân được gắn kết từ đây. Xin mời hai bác trưởng đoàn trao cho nhau cái bắt tay đồng thắm. Và thưa quý vị thân mến, và chính giờ phút này đây, Duy Lâm và Lan Anh đã chính thức được lên duyên vợ chồng và xin lại gần với chú rể hơn một chút. Bắt tay chú rể một cái. Chú rể cảm thấy vui không? Không bình thường. Bởi vì chú rể tại sao vẫn chưa vui lắm? Bởi vì chú rể vẫn chưa được làm gì con dâu cả. Bây giờ quý vị có muốn chú rể làm gì con dâu không? Cho chú rể vui thỏa mãn luôn. Có muốn gì không ạ? Bên kia bảo chú rể bế cô dâu lòng vòng khắp hội trường đi. Chú rể nghĩ sao? Bên này thì bảo chú rể hôn cô dâu. Thế quý vị nghĩ sao mà bế lòng vòng khắp hội trường hay là hôn ạ? Quý vị nghĩ sao? Một chồng có tay thật lớn nào? Bên này thì bảo bế, ai vỗ tay thì vỗ tay thật lớn ạ. Vỗ tay.
có thể là chú rể ơi hôn với lại bế ngang hơn. Bây giờ lựa chọn của chú rể. Để chính thức từ đây, chính thức quý vị cùng chứng kiến đôi bạn trẻ của chúng ta đã được lên duyên vợ chồng. Sẵn sàng, tất cả đã sẵn sàng, chuẩn bị một chồng vào tay thật lớn ạ. Tôi đến 3, 2, 1. Chú rể ơi, cô dâu ơi, có tự hôn với tự hôn nhá. 3, 2, 1. Hôn. Vỗ tay, vỗ tay. Thưa quý vị thân mến, cũng như bác trưởng đoàn họ nhà trai bác Hoàng Đức Thắng, hôm nay gia đình ông bà sân bến có chuẩn bị bữa cơm thân mật tại nhà hàng Như Ý, Võ Lao Quan Bàn. Và trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách, các cụ, các bà trẻ, nam nữ thanh niên, chúng ta di chuyển sang bàn tiệc rượu, nâng lên ly rượu để chúc mừng phúc cho Duy Lâm và Lai đã chính thức được lên duyên vợ chồng. Trước khi đến với bàn tiệc rượu, trân trọng kính mời phái đoàn họ nhà trai nhà gái chúng ta lên thềm hạnh phúc để chụp ảnh lưu niệm với chú rể cô dâu ạ. Về trên đường quê, cô dâu đội má hồng về nhà chồng, tung bay sạc pháo rơi đầy đường quê tôi, trai gái vui trong lòng cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhận cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sạc pháo rơi đầy đường quê tôi, trai gái vui trong lòng cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhận cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sạc pháo rơi đầy đường quê tôi, trai gái vui trong lòng cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu.
phối kia thăm mãi bên giàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thân là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Biển động sóng gầm gào,
anh thức tròn suốt cánh thu như mà thương cũng thật nhiều, giận thì giận mà thương lại càng thương, giận thì giận.